Hello anh em, lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay ngày 26 tháng 4 anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục lên clip cho anh em sưu tầm nha anh em nha. Cây mai có dáng giá độc. Rồi anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ giúp kênh mình phát triển nha anh em nha. Rồi. Hôm nay mình có nói chung là cỡ mười mấy cây á, mà mình làm clip này 7 cây cho anh em sưu tầm giá sinh viên thôi. Rồi anh em nào mà vô coi thích cây nào liên hệ trực tiếp mình giúp nha anh em nha. Rồi xin giới thiệu đến anh em cây mai nè, cây khá đẹp luôn anh em, một cây đế đẹp, đế nơm xuống nè, dễ cám nè. Rồi lượng lắc khá đẹp, khá vip luôn nha. Trộm nhiều đó ai co lắc đẹp lắm nha anh em nha. Nè rồi dạng đúng cây bonsai mini nha anh em nha, cây không thèo không lũ nha anh em nha. Quanh anh mình 31 cao 35. Rồi hoành 31 cao 35 nha, trồng chậu 50 anh em nào. Cây này trồng chữ nhật đấy anh em à, nó đẹp không, cây lượng đẹp lắm. Rồi ok anh em, anh em nào yêu thích thì gọi điện trực tiếp giúp anh em ơi. Lại tiếp tục thôi anh em ơi, một cây bắt cầu nha anh em nha, cây bắt cầu, cây này nồi khá khủng, bầu bao sóng luôn. Đây anh em quay vòng anh này, bắt cầu bám xuống này nha anh em nha. Rồi cây này là một tác phẩm cổng làng nha anh em nha, cây hơi xấu một tí dễ nhiều lắm anh em ơi. Rồi quanh á, cây này đâu hoành cũng hơi buồn hoành á. Anh kìa, đâu hoành cho này phải không? À đúng rồi, 50 á, bình 52, bình 52 cao, cao 28. Rồi trồng chậu 6 à 50 nha. Dứt cây bắt cầu nha anh em nha, cầu này là cầu đen á. Ok anh em chốt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi, một cây mini dáng bay lại nha anh em nha. Xoay vòng anh đế tạm được, dáng độc không anh em, dáng này mà không chơi dáng nào nữa, dáng này dáng bến chi nè anh em, bến chi coi thu phục em nói gì. À bữa giờ bán ít anh em bến chi ha, Tiền Giang Kiên Giang mua nhiều, Cần Thơ đó. Rồi anh em Cần Thơ điểm danh nè, Cần Thơ mãi đỉnh. Vành vành như anh, vành 27 cao, cao 36. Rồi vành 27 cao 36, anh em nào yêu thích cây này liên hệ mình, cây này trồng chậu 40-45 chốt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi, cây này thì dáng siêu nha anh em nha, cây đế nè, đế tạm được. Rồi thằng chủ nó xin nha, lượng nha, cây tạm thôi, cây này mình dám nói đẹp rồi anh em. Sâu quanh ghế ngồi á, này có anh bạn Lý đang ngồi kia. Quanh 29 29 cao. Rồi cao 47. Rồi quanh 29 cao 47 nha anh em nha, anh em yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình giúp. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thêm một em mini đế đẹp nữa, cây lượng khá đẹp luôn anh em à. Đây rồi quay vòng anh, đế vip luôn nha, đế vip thăng vip luôn, cây dễ cám bao phê, dễ cám phê như mấy em gây sinh này nè, dễ cám nhiều lắm nha anh em. Đúng rồi, ghi vô nhà bà Hương á. Tập lắm. Rồi anh em yêu thích cây này liên hệ mình, văn lắm. Cây đẹp quá anh ơi. Đó, đi bấn cây lựa mấy cây đẹp đẹp vậy nè, bấn cho anh em sưu tầm cho. Mày ok lại. Rồi văn 28. Cao. Cao 23. Rồi. Ô 33. Văn 28 cao 33. Anh em nào yêu thích thì dứt, trồng chậu 45 thôi, mình trồng chậu nhỏ nhỏ thôi, dễ khiêng nên mai già còng lưng anh em à.
anh em nào lớn tuổi nên sưu tầm cây này về bê một tay thôi anh em à. Dứt rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây đế đẹp nha, một cây đế đẹp dáng hơi ngộ nghĩnh một chút à. Mày chỉ tao cái cây đó mà để đồ tao về tao phải nhổ hai cây bằng lăng dưới ra, rồi tao phải kiếm hai cây gì nữa tao để cho nó đủ ba cây. Ý sao ấy, thích trồng dây ba cây ha, trồng hai cây bằng lăng hai bên, trồng cây mai chính giữa. Hai cây bằng lăng của ông bảo vệ đưa cao gì nè, ông thấy đưa cây bằng lăng như con cóc ê, xù xì cũng đẹp không? Rồi anh em, một cây mai đế bò nha. Rồi anh em nào mà yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình, Hoàng anh. Cây này trồng chậu 50. Vâng, Hoàng 10. Vậy tao nhổ hai cây bằng lăng ra tổng một chậu. Tao lấy một cây mai đó mới lại một. Vâng 32. Mini trang trí tao để lên đồi luôn. Đúng rồi, anh đến đồi xong lấy đá anh trang trí vô. Cao 36. Lấy mấy cây gặp hai tà nhãn tìm mấy cái đá thật anh đăng lên. Từ từ. Vâng 32 cao 36. Chốt. Cây khá đẹp anh em à. Chân rồi đầy đủ luôn nha. Dứt. Rồi anh em lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây bầu khá chất lượng. Quay quay anh, quay vòng ơi. Đế đẹp luôn nha. Rồi cây thóc thăng được 20. Thổi bao bóng. Gì lao bi bao bóng gì nữa anh. Lao súng đạn bình xăng con gì nữa. Nhanh không? Đây là cây nó có miếng bọng thép ở đây nha. Nó bọng nó rủ thép nha. Quanh cây mày chỉ nó có một chỗ bị một cái cây rủ lên. Quanh 35. Cao. Cao 42. Rồi 35 cao 42 nha anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình giúp. Chốt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây bao đẹp bao đế luôn nha anh em nha. Đế khá vip luôn nha. Cây khá lực. Đế nè. Đó, đế đó. Bữa tao vô qua bên kia lớn. Để lên bằng luôn. Đế bao bao phê luôn nha anh em. Cái cây. Rồi vành anh em. Vành nè. Nhỏ nhỏ. Đế. Ấy là bữa bác đạp lên đẹp sau, không anh em à? Sau dắt chuồng á, thấy chùa là tao cắt hai cây rồi mà tao không có làm, tao thấy nó hơi ít. Vành 38. Cao. Lấy cây lấy tổ á, vừa bắt đầu mai tao đạp lên. Cao 44. Dài mà. Dài, dài bầu. Qua bên đây. Ngay chỗ. Bầu 46. Rồi. Bầu dài 46 nha. Anh làm gì đó mà. Cây khá đẹp luôn. Bạn cắt cái chạm ở đó đâu. Rồi anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ trực tiếp. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây đế chải chi đẹp. Cây thoát thăng cỡ tầm 30. Nhót ngọn. Cây hồi đầu khá vip. Rồi, đế nè anh em à. Bay nhiều anh. Nó lên nhà xa nó tà nó thấy cái góc là đưa ảo ảo. Đế khá vip luôn nha anh em nha. Rồi. Đây đế vip lắm nha. Rồi qua anh. Nó cũng mừng vô đây kìa. Không cõi mà. Cái thứ này nó hai đầu nó không hai đầu lật qua lật lại luôn chứ. 37. Vành 37 cao. Cao 51. Rồi vành 37 cao 51 nha anh em nha. Bầu 46. Rồi trồng chậu 50. Chốt. Dứt dứt dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Một cây mai rừng một cát nữa nha anh em nha. Rồi cây này cây cuối cùng của clip anh em à. Rồi anh em xem tới đây tu lại nha. Cây này bôi keo bị sót nhiều lắm nha anh em. Bôi keo bị sót rất là nhiều anh em à. Cây đế khá đẹp luôn nha. Rồi, cây đế khá đẹp luôn. Cây sông anh em nè. À, em cắt hồi trưa rồi mà quên sót bôi keo bị khác. Vì thiếu mà nước ướt đẫm luôn ha. Cây của em rất là sung. Sung như em này anh em à. Em thì sung lắm. Tối nào cũng chào cờ. Rồi anh em. Cây khá đẹp luôn, cây có một cái chì phóng nha anh em nha. Ừ, đế nè. Đồ má sóc nhỏ mai chặt cút còn tiếng ha. Đế bao đẹp cho anh em nha. Mai cút còn tiếng. Cây nó có lũ với lũ nhỏ đây. Rồi quanh. Quanh 39. Quanh 39, cao. Cây này làm cho cây đẹp lắm anh em à. Cao 50. Rồi cái chi phóng nó bay ra tầm nhiêu anh? Chi phóng nó là 36. Rồi 36 cho 40 luôn ấy. Kiểu tử. Rồi 40. Rồi dứt anh em. Anh em yêu thích cây này liên hệ mình.
Rồi cảm em ơn anh em đã xem kênh của mình nha. Chúc anh em một buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Hello anh em, mai cắt nữa nè anh em. Bông rất là đẹp anh em. Sáng giờ này là 3 giờ 4 giờ chiều rồi mà vẫn còn đẹp nha anh em. Đẹp lắm.